Mua được rổ ốc to ngon mà chưa biết xử lý làm sao cho sạch sẽ thì xem hết video này của Helen nhé. Đổ rổ ốc vào thau nước sạch, có pha thêm chút giấm và ớt thái lát. Ốc thái cay quá sẽ nhẹ lưỡi và nhả hết chất bẩn ra nè. Chỉ thêm cho em một mẹo chọn ốc, đó là hãy chọn những con ốc lành lặn, có vỏ bóng, màu tươi. Mày ốc phải nằm sát bên ngoài miệng ốc thì mới dai thịt nha. Đừng chọn những con có mày thụt vào trong, đặc biệt là những con có mùi hôi khó chịu vì đó là ốc đã chết. Khi luộc ốc thì em lót dưới đáy nồi một vài lá chanh, gừng và sả đập dập rồi xếp ốc lên trên. Cách này sẽ giúp ốc có mùi thơm và làm cho ốc không còn bị nhớt nữa. Nhà sạch thì mát, còn ốc sạch thì ăn ngon đúng không nè? Follow Helen để biết thêm nhiều mẹo nấu nướng hay ho khác nữa nhé.